Chân thì có thịt vẫn rất là mới nhá. Thịt đỏ tươi luôn. Hello mọi người nhá. Lại cầm hàng ra quay. Nay quay chân lợn đông lạnh. Vẫn là hàng nhập khẩu thôi mọi người. Đây là chân lợn, không chân sau nhá mọi người. Chân lợn thì hàng nhập khẩu thì nó chia làm chân trước và chân sau. Đây còn đây là một thùng chân sau. Còn nguyên đai, nguyên thùng, nguyên tem mác đầy đủ cho mọi người cùng xem nhé. Mình đo thử thì một cái chân này dài hơn một gang tay. Đang chuẩn bị xuất hàng cho khách nên quay cho mọi người cùng xem luôn. Chân thì có thịt vẫn rất là mới nhá. Thịt đỏ tươi luôn. Đây là thịt lợn của Nga nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ cầm một hai cái chân ra cân thử cho mọi người cùng xem trọng lượng của một cái chân này nó là bao nhiêu nhé. Cho mọi người cân điện tử luôn cho dễ nhìn. Cái thứ nhất, cái này 9 lạng. Cái thứ hai có 6 lạng hơn thôi. Cũng không có chênh nhau lắm. Mình cầm thử một cái tiếp theo ra cân cho mọi người xem nhé. Tám lạng. Đây là trọng lượng của mỗi cái chân này, nó xem tầm 6 đến 9 lạng một cái. Như vậy là cũng khá là đều rồi. Cái này thì mọi người có đặt hàng hoặc là cũng muốn cắt thì bên mình cũng có hỗ trợ cắt nhé. Ok.